Vâng, trận thi đấu thứ hai. Màn hình máy của game thủ Nguyễn Văn Sang. Đây là thể thức Obsidian. Chúng ta cùng xem quả đầu là quả mấy. Như vậy là quả 7 cây. Và quay trở lại với bài đấu, lại là bài mắc binh dành cho người cầm Obsidian đang tương đối mắc binh về đồ ăn. Thế nhà chúng ta cùng xem thêm một chút nữa, cũng đã có hai cánh rừng thông rồi. Vâng, đánh Obsidian này nó chỉ hơn nhau là ở chỗ bài thôi. Cứ bài đẹp là chúng ta mút thôi. Bài hiệu là bài hiệu 7 con, bãi quả đầu là bãi quả 7 cây, 1 voi, cộng với nếu mà bãi quả phụ là 6 thì coi như là xong luôn rồi. Coi như là xong luôn. Chuẩn bị ép được chiếc BS đầu tiên. Cánh rừng là rất đẹp, vâng, như vậy là hai rừng ở hai mặt quá ổn dành cho bài đánh Obsidian. Trận trước game thủ Nguyễn Văn Quân để thua là quá đáng tiếc. Vâng, như vậy là đôi voi, bài rất đủ dành cho AC, ăn và ép đời thôi là đủ. Thao tay là rất ổn, thêm con voi là con voi thứ ba, cảm giác rất gầy dày. Bãi quả bây giờ thì không cần quan tâm, nó là 56 rồi và như nó là 6 cây mắc binh. Đây nhiều khả năng sẽ là bài 26+1 và kích ở khoảng 10-20 hoặc 11x. Nhiều khả năng sẽ là 11x trong turn này. Quan trọng là nó sẽ là mấy chiếc BS thôi. Sẽ là chiếc BS tiếp theo ở cánh rừng thông phía dưới. Rồi, chiếc BS không? BB sau đó là BS không? Tôi vẫn nghĩ là nên có thêm chiếc BS nữa ngay trong đời này thì sẽ ổn hơn. Oh.
Như vậy là sẽ đóng ép thứ hai sau. Tập trung vào ép đời trước. Tập trung vào ép đời trước cũng ổn thôi. Không vấn đề gì cả. Đây là một bài lên cực sớm. Như vậy là 10 phút 18 giây. Cực kỳ chuẩn với bài 26+1. Bài lên đời sớm như này thì sẽ đẩy cực kỳ nhanh đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Quan trọng vẫn phải là cơ cấu để lượng gỗ và lượng thực vận. Ít dần hơn nhưng mà còn lên sớm hơn. Ép đời kiểu gì vậy? Các thanh niên này dương toàn các tay siêu ép đời chăng? Toàn các tay siêu ép đời này thì chết. Những cặp nào xong rồi Việt Anh ơi? Những cặp nào xong rồi? À. Vâng, tơn dọa ma rồi. Và các bạn có thể thấy một tơn dọa mà có chủ đích tới từ game thủ Nguyễn Văn Quân. Anh ép đời 2 mắc binh công nghệ. Vâng, nhưng quả S này cũng là quả S số 102. Nghiệt thế à rồi. Cũng hơi vội trong pha đóng S vừa rồi. Vâng, như vậy là game thủ Nguyễn Văn Quân ép đời xịt. Vâng, bài này đáng nghĩa ra là phải đánh được 5 nhà VA nhưng do chỉ có 2S. Vâng, như vậy là ép đời lỗi. Ép đời lỗi dành cho game thủ Nguyễn Văn Quân và lợi thế sẽ vẫn nghiêng về Nguyễn Văn Sang. Tơn 4A đẩy đi. Đây là trận thi đấu thứ hai. Trong kèo Asian. Kèo ra đường là kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về game thủ Sang. Vâng, Nguyễn Văn Sang tức Sang Club. Vâng, một bài mà bãi quả là ở khá xa. Tơn tách R là rất hay trong tuần đầu. Quan trọng phải ăn được dân thì nó mới mang lại tính hiệu quả cao. Vâng, nghiệt dành cho Quân rồi. Sang quá cứng so với Quân. Ruộng lại nhoe nhoét ở thời điểm này. Một thế quá chủ động dành cho Nguyễn Văn Sang. Bây giờ thì quay đội đối phương thôi, ăn dần rồi én thôi. Nâng cấp chặt câu 2 rồi tăng A đều, thế là đủ. Vâng, rất chuẩn bài. Đánh cực kỳ chuẩn bài. Nhưng đây cũng là một tơn ảo tới từ đối phương. Một tơn những con cung R lao thẳng vào ruộng của game thủ Nguyễn Văn Sang. Không sao cả, ra tơn này là vẫn sẽ thủ được, giữ dân ở tơn này. Còn tơn công thì đã thắng rồi. Giữ dân tơn này thôi là ổn. Hàn Mai vẫn đang giữ là 45/64. Tơn vẩy e nhanh tay. Nhưng ở nhà đến này Quân cũng đã sản sinh ra được thêm một lượng cung R và đảm bảo thủ nhà. Những lượng dân mà game thủ Quân mất đi ở những bãi An Hoàng là quá nhiều so với quy định rồi. Bài này thì vẫn cứ đánh thoải mái dành cho game thủ Nguyễn Văn Sang. Cơ cấu lại ruộng là ổn. Tham Lai đang cân ngược trở lại sau tơn ảo vừa rồi. Tơn đi khá ảo tới từ game thủ Nguyễn Văn Quân từ 12 giờ xuống móc thẳng ruộng. Bây giờ sẽ là một tơn to.
Đúng là một tơn to tràn A luôn. Một tơn mà sẽ khiến cho game thủ Nguyễn Quân không để sóc được đều những con cung R khi những dân ăn gỗ phải chạy hết. Vẩy E không? Không có tơn vẩy E. Cẩn thận tơn đổi nhà. Vâng, ruộng cấy là rất xa và xấu. Không phải là đổi nhà mà kéo về để mà bắt. Nếu mà bắt thì Quân thiệt lắm rồi. Trong những tơn mà công như thế này thì thường He He sẽ vẩy E rất hay để kin dân. Rất khó để cho một người cầm Acidian chống được He He với những bài vẩy E. Rồi, tỷ số sẽ là 2-0. Vâng, một đường quẹt cơ bản. Một đường quẹt cực kỳ cơ bản. Và tỷ số sẽ là 2-0 trong kèo Acidian dành cho game thủ Sang Club. Vâng, khá nhẹ nhàng và đơn giản. Số lượng dân chết đi của game thủ Nguyễn Văn Quân là quá nhiều rồi. 4A đấu 5A nhưng có lợi thế ưu lên đời sớm hơn và nhà là ổn định hơn. Bây giờ sẽ là chiếc BA thứ 5 dành cho game thủ Nguyễn Văn Sang. Lại quẹt đường cơ bản thứ hai. Khá đông quần. Ít dân thôi nhưng mà khá đông quần. Do sóc 5A từ đầu. Vâng, đây là tơn điều quân tới từ Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Quân. Để ý điều. Tơn này là một tơn mà lượng quân của game thủ Nguyễn Văn Quân đang được đánh giá là còn nhiều hơn nữa. Không biết lực nó ở cái chỗ nào ra. Vâng, tôi cũng không hiểu lực ở chỗ nào ra mà sao quân vẫn đông. Bịp thật. Bây giờ sẽ là chiếc nhà bè thứ 6 dành cho game thủ Nguyễn Văn Sang. Tạm lại càng đánh thì càng đè thôi. Khi mà lượng dân của Sang là nhiều hơn quá nhiều so với đối phương. Một tơn đi móc, còn lại để thủ. Vâng, tham lai là 80-96. Những pha dãy tới từ game thủ Nguyễn Văn Quân khi tham lai đã là 73 rồi. Một trận bài rất đẹp về đồ ăn dành cho game thủ Nguyễn Văn Sang. Và anh chỉ việc ăn, móc máy. Tuy nhiên những kỹ năng của Nguyễn Văn Sang cũng là khá ổn. Bây giờ thì chơi. Vâng, đổi thông 2 mộ tơn cuối. Tôi không hiểu sao màu 3 vẫn có nhiều cung R đến như vậy. Tôi thề với các bạn đấy. Không hiểu sao là cái màu 3 nhiều quân đến như vậy. Từ đầu đến bây giờ mất bao nhiêu dân rồi. Mà sao không hiểu sao quân bây giờ vẫn cứ đông. Không hiểu lực ở đâu để sóc quân cơ. Vâng, khó hiểu thật. 36 dân chỉ ép quân. Vâng, bên này thì 50 mấy dân rồi. Vâng, thế mới dị. Vâng, đúng là những tơn dãy nhưng mà dãy đang rất khỏe. Bây giờ là tơn ốp lên tới từ game thủ Nguyễn Văn Quân. Cũng là tơn niệm khúc quấy chăng. Có 36 dân thôi, chết một mã dân rồi. Mà lại vẫn cứ đồng quân, thế mới dị chứ đấy. Có lẽ là lại ăn hoang được một cái gì đó rồi. Liên tiếp là những pha đánh chủ động tới từ game thủ Sang Club. Và có lẽ là cứ sau mỗi một lần bị mất quân, bị bắt quân thì quân mới quýt. Vâng, tỷ số là 2-0.